Miền Bắc, miền Trung đang trong một đợt nắng nóng diện rộng và dự báo có thể kéo dài nhiều ngày. Vào chiều nay, dự báo khắp khu vực Bắc Bộ sẽ có mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, trong đó Hà Nội và Hòa Bình sẽ là tâm nóng. Nhiều nơi từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ như Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Con Cuông, Nghệ An, Đô Lương, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh. Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất là 10 ngày tới. Trước kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 4 tháng 7, có tới một nửa dân số của Mỹ đã được khuyến cáo là cần cẩn trọng khi ra ngoài trời do đợt nắng nóng kéo dài và chất lượng không khí kém vì các đám cháy rừng tại Canada. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết là khoảng 80 triệu người sống tại bang California, Deep South và hạ thung lũng Mississippi được cảnh báo đối mặt với nắng nóng cực đoan kéo dài đến hết tuần. Chỉ số nhiệt được tính toán dựa trên nhiệt độ và độ ẩm, dự báo sẽ tăng quá 38 độ C tại nhiều nơi. Các chuyên gia dự báo khí tượng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động ngoài trời, nhất là vào buổi trưa và nên uống đủ nước. Còn ở miền Bắc, khắp vùng Trung Tây và Đông, khoảng 100 triệu người Mỹ cũng được cảnh báo chất lượng không khí kém do khói từ các đám cháy rừng tại Canada.